Chào mừng các em học sinh tham dự buổi học trực tuyến môn mỹ thuật lớp 5. Hôm nay, cô rất vui được gặp lại các em trong tiết 1 của bài học Sáng tạo với những chiếc lá. Bài học này, cô trò chúng ta sẽ học trong 2 tiết. Trong tiết 1 này, cô sẽ hướng dẫn các em tạo được một sản phẩm từ hoa lá mà mình có nhé. Chúng ta cùng khởi động bài học bằng cách thưởng thức một số tác phẩm nghệ thuật được tạo hình từ hoa lá nào. Các em thân mến, dưới con mắt của người nghệ sĩ, những chiếc lá, những cánh hoa vô tri vô giác cũng có thể biến thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp đến lạ lùng. Dù chỉ là nhành cỏ, nhánh hoa mỏng manh hay chùm quả bé dài, dưới con mắt của những người nghệ sĩ, tất cả đều được biến thành những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo và tinh tế đến tuyệt đỉnh. Có rất nhiều bức tranh và đề tài được sáng tạo từ lá, như con vật, đồ vật, phong cảnh, chân dung hay thời trang. Và lá cây là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận với tất cả mọi người. Và ngày hôm nay, cô trò chúng ta hãy cùng chuẩn bị đồ dùng để sẵn sàng sáng tạo với những chiếc lá nhé. Đồ dùng học tập hôm nay gồm có sách học mỹ thuật lớp 5, hoa lá khô, giấy màu, màu vẽ, kéo, hồ dán. Nếu sử dụng nhiều chất liệu, em có thể sử dụng thêm băng dính hai mặt hoặc keo nến để gắn kết được dễ hơn. Yêu cầu cần đạt của bài học ngày hôm nay là các em nhận biết được đặc điểm, hình dáng, màu sắc của một số loại lá cây, biết sử dụng lá cây để tạo các sản phẩm như đồ vật, con vật, hoa quả, giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn, có ý thức bảo vệ môi trường, quê hương đất nước và rèn luyện được tính cẩn thận, làm việc sạch sẽ và gọn gàng. Để đạt được yêu cầu này, cô trò chúng ta cùng vào hoạt động 1, khám phá để tìm hiểu lá cây và một số sản phẩm được tạo hình từ lá cây nhé. Giới thiệu với các em, đây là một số chiếc lá. Em nhận ra những lá cây gì? Hình dáng, cấu tạo và màu sắc của các chiếc lá đó như thế nào? Em hãy dừng video để suy nghĩ và trả lời những câu hỏi trên nhé. Ở trên hình, cô có lá phượng, lá tía tô và lá bàng. Mỗi loại lá lại có hình dáng, đặc điểm và màu sắc khác nhau. Lá bàng thì to và thường có nhiều màu rất đẹp như màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu cam, màu nâu. Còn lá tía tô có màu xanh và màu tím. Lá phượng nhỏ có màu xanh, màu vàng. Em hãy kể tên và miêu tả hình dáng, đặc điểm, màu sắc của chiếc lá khác mà em biết nhé. Các em hãy nhớ, trong tự nhiên có rất nhiều loại lá cây. Mỗi loại lá cây lại có hình dáng, đặc điểm, màu sắc và vẻ đẹp riêng. Đây là một số sản phẩm được tạo hình từ lá cây. Các em hãy quan sát thật kỹ để trả lời những câu hỏi sau. Lá cây có thể tạo ra những sản phẩm gì? Có thể sử dụng nhiều loại lá cây để tạo một sản phẩm không? Các lá cây được kết hợp với nhau như thế nào? Sản phẩm từ lá cây có thể kết hợp được với các chất liệu khác không? Em hãy dừng video để suy nghĩ và trả lời những câu hỏi trên nhé. Từ lá cây, em có thể tạo ra được nhiều sản phẩm như lọ hoa, con vật, phong cảnh hay trang phục. Trong một sản phẩm, em có thể sử dụng nhiều loại lá cây với hình dáng, màu sắc, kích thước và đặc điểm khác nhau. Trong một sản phẩm, có lá to, lá nhỏ, lá có màu đậm, lá có màu nhạt và có thể sử dụng kết hợp với nhiều chất liệu để tạo thành sản phẩm. Và từ một đề tài, có thể có nhiều cách thể hiện khác nhau như hình ảnh các em đang quan sát. Từ hình ảnh là chú chim cú mèo nhưng có rất nhiều cách thể hiện, phải không các em? Các em thân mến, các em hãy nhớ, khi kết hợp nhiều lá cây sẽ tạo ra rất nhiều sản phẩm phong phú như con vật, đồ vật. Có thể kết hợp lá cây với các chất liệu khác như giấy màu, vải, đất nặn hoặc vẽ thêm màu sắc để tạo sản phẩm và làm sản phẩm thêm sinh động.
Và các em hãy nhớ nên sử dụng lá cây rụng hoặc lá khô, hạn chế dùng lá tươi để góp phần bảo vệ môi trường nhé. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Cô sẽ hướng dẫn các em cách tạo hình từ lá cây nhé. Đầu tiên, cô mời các em xem video để tìm ra các bước tạo hình từ lá cây nào. Thank you.
Các em thân mến, sau khi xem video, em hãy nêu các bước để tạo hình từ lá cây nào. Các em có biết có hai cách để tạo hình từ lá cây? Cách 1, tưởng tượng hình ảnh rồi chọn lá cây có hình dáng, kích thước và màu sắc phù hợp để tạo hình. Cách 2, từ hình dáng của lá cây đã chọn, em tưởng tượng ra hình sản phẩm và thực hiện tạo hình. Các em hãy nhớ, để tạo hình con vật hay đồ vật, đầu tiên em hãy tạo hình hình ảnh chính trước, sử dụng các loại lá to để làm hình ảnh to và lá nhỏ để tạo hình các chi tiết nhỏ. Và em hãy sử dụng các loại lá cây có màu sắc và độ đậm nhạt khác nhau nhé. Và bây giờ, cô mời các em tham khảo một số sản phẩm tạo hình từ lá cây để có thêm ý tưởng làm bài thực hành cho mình nhé. Đây là hình ảnh một số con vật được tạo hình từ lá cây đấy các em ạ. Còn đây là hình ảnh một số đồ vật được tạo hình từ lá cây như lọ hoa, mũ, ấm trà. Và đây nữa là một số hình ảnh tranh đề tài khác như tranh chân dung, tranh phong cảnh được tạo hình từ lá cây. Sau khi nghe cô hướng dẫn là em đã rất tự tin để làm bài thực hành rồi phải không? Cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 3, luyện tập sáng tạo để cùng nhau làm bài thực hành nhé. Yêu cầu của bài thực hành ngày hôm nay là em hãy tạo hình một sản phẩm từ lá cây theo ý thích. Để các em tìm chọn được nội dung đề tài, cô gợi ý thêm nhé. Hãy kể tên các loại lá cây mà em đã chuẩn bị. Em hãy tưởng tượng lá cây của em giống với hình con vật, đồ vật hay hình ảnh nào mà em biết. Và hãy tạo hình sản phẩm từ lá cây theo cách mà em đã được hướng dẫn. Các em hãy phát huy trí tưởng tượng bay bổng của mình nhé. Chúc các em có thật nhiều sản phẩm mỹ thuật đẹp. Sau khi làm xong bài thực hành, em hãy trưng bày và chia sẻ sản phẩm theo gợi ý sau. Từ lá cây, em có thể tạo ra sản phẩm gì? Em tạo ra sản phẩm đó từ các loại lá cây nào? Em đã tạo hình sản phẩm như thế nào? Ngoài lá cây, em có sử dụng thêm chất liệu nào nữa không? Các em thân mến, sau bài học này, em hãy tìm hiểu thêm một số sản phẩm được sáng tạo từ lá cây bằng một số phương pháp khác nhau như in lá cây, điêu khắc lá cây, vân vân. Ngoài ra, còn rất nhiều phương pháp khác. Em hãy vận dụng, sáng tạo và phát huy tính tự học cũng như trí tưởng tượng bay bổng của mình để tạo ra thật nhiều sản phẩm mỹ thuật đẹp dành tặng cho bạn bè và người thân. Các em nhớ nhé, sau khi làm xong bài thực hành, em hãy giới thiệu sản phẩm của mình cho ông bà và bố mẹ cùng nghe. Nhờ bố mẹ chụp sản phẩm và gửi cho cô sẽ nhận xét nhé. Nhớ xem và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho bài học sau. Và bây giờ, em hãy đăng ký kênh Học Vẽ Thật Là Vui, bấm like và bấm hình quả chuông để nhận những video tiếp theo của cô. Chúc các em ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.